Xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với bài học Kinh Thánh hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học với nhau bài học của ngày 22 tháng 1 năm 2023 với đề tựa đó là Năm mới tôi muốn được gì. Phần Kinh Thánh chúng ta học ở trong Philip đoạn 3 từ câu 4 đến câu 11. Bây giờ chúng ta sẽ cùng cầu nguyện để dâng buổi học trong bàn tay thương của Chúa. Lạy Chúa yêu dấu của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa vì mỗi ngày Chúa cho phép chúng con được học lời của Ngài một cách đơn giản nhất, bởi Chúa đã ban cho các đệ tử của Chúa sự khôn ngoan để soạn ra những bài học tốt cho chúng con. Xin dẫn dắt chúng con trong lẽ thật của lời Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con chung cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta cùng đọc phần Kinh Thánh. Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt thì tôi lại có thể bội phần nữa. Tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp thì thuộc phe Pharisee. Về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh. Còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Nhưng vì cớ đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được. Tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin. Cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Chúng ta cùng đọc phần bài học mà các đệ tử của Chúa đã soạn. Câu ghi nhớ ở trong câu 8 phần B, câu hỏi suy gẫm. Sứ đồ Phaolô không xem những thứ thuộc về xác thịt là được, mà cụ thể ông xem những điều nào là được. Vì sao có những điều đó mới thật sự là được? Năm mới bạn muốn được gì? Khi những người cắt bì giả xem những điều thuộc về xác thịt là thứ để tự hào và khoe mình, thì sứ đồ Phaolô lại xem những điều đó như rơm rác trong câu 8. Xem như rơm rác tức là không xem trọng, không coi chúng là ưu tiên, chi phối tư tưởng hay là mục đích hướng dẫn hành động của chúng ta. Không coi chúng là những thứ quyết định được mất trong cuộc đời. Thay vào đó, ông nói rằng, tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó với mục đích là để được Đấng Christ, được ở trong Ngài, được sự công bình, được biết Ngài, được nếm biết quyền năng sự sống lại của Chúa và được thông công trong sự thương khó với Ngài. Câu 8 đến câu 10. Đánh đổi những điều người khác xem là giá trị để chọn đặc ân làm con của Chúa, để được thường xuyên tương giao với Chúa, được trở nên thanh sạch trước mặt Chúa, được kinh nghiệm sự đắc thắng của Chúa và được thông công trong sự thương khó với Chúa là điều mà cơ đốc nhân nào cũng mơ ước. Khi xưa, người trai trẻ có địa vị và giàu có đến với Chúa Giêsu với câu hỏi đúng, nhưng khi Chúa đưa ra cho anh một chọn lựa là bán hết gia tài, đem giúp đỡ cho người nghèo để đổi lấy cuộc đời của một môn đồ, anh đã chọn lựa sai, là chọn giữ lại của cải. Chúng ta xem câu chuyện này ở trong Mác đoạn 10 câu 17 đến câu 22. Sau đó, Chúa Giêsu đã giải thích với các môn đồ rằng chẳng một người nào vì Ngài mà bỏ nhà cửa, anh chị em, đất ruộng, theo ngôn ngữ của sứ đồ Phaolô là xem những điều đó như rơm rác, thì hẳn sẽ lãnh trăm lần hơn về những điều đó trong đời này và sự sống đời đời trong đời sau, như ở trong Luca đoạn 10 từ câu 29 đến câu 30. Không có gì sai khi ao ước năm mới có công việc lương cao, các mối liên hệ thuận hòa, vì mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm hoàn hảo đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ cha của sự sáng ở trong gia cơ đoạn 1 câu 17 phần A. Tuy nhiên, chúng sẽ trở thành vấn đề khi lòng khao khát và tìm kiếm chúng được đặt lên trên việc biết Chúa, không còn thời gian ở trong sự hiện diện của Chúa, không sống đúng trước mặt Chúa. Năm mới, chúng ta ao ước và đặt ra mục tiêu nào để hướng đến,
ở trong Chúa, được sự công bình và được biết Chúa. Có phải là mục tiêu của chúng ta trong năm mới này không? Hãy noi gương sứ đồ Phao-lô để kinh nghiệm năng quyền đắc thắng mọi trở lực của Chúa. Được cùng chia sẻ sự đau đớn Chúa trải qua để thấy tình yêu của Ngài trong một phương diện mà sự hanh thông thuận lợi trong đời này không thể nào giúp chúng ta kinh nghiệm được. Cảm ơn Chúa trong bài học của ngày 21, tức là ngày hôm qua, thì cũng là ở trên cái phân đoạn Kinh Thánh này. Và lại cùng với cô chú anh chị em cũng đã, có lẽ là mình đã đi xin nhanh quá, cho nên là mình đã học từng phần ở trong các câu Kinh Thánh ở trong Philip đoạn 3 câu 4 đến câu 11. Cho nên hôm nay lại sẽ không có cùng với cô chú anh chị em đọc lại phần Kinh Thánh cũng như là học lại như vậy nữa, nhưng mà mình sẽ đi theo cái phần bài học để biết được ý muốn của Chúa đã dùng các đầy tớ của Chúa soạn ra bài học này nhắc nhở chúng ta điều gì. Thứ nhất, chúng ta thấy rằng khi mà các đầy tớ của Chúa đã nhắc lại việc Phao-lô nói xem những điều đó như rơm rác, và tức có nghĩa là xem những điều đó không có quan trọng hay là xem như là chuyện bỏ đi. Và ngày hôm qua chúng ta cũng đã học ở phần này rồi. Cho nên trong năm mới này chúng ta nhắc lại với nhau những điều gì mà chúng ta coi trọng ở trong năm qua mà không đẹp lòng Chúa đó, mà dựa theo tiêu chuẩn ở đời này đó, thì chúng ta có sẵn sàng ở trong năm mới này xem những điều đó như rơm rác, tức là không có xem trọng mà loại bỏ nó ra khỏi cái gọi là cái chủ đích của cuộc sống của chúng ta, nhưng chúng ta sẽ tiến đến một cái chủ đích mới hay là cái ao ước mới ở trong Chúa. Chúng ta không coi những cái điều đó là ưu tiên chi phối tư tưởng hay mục đích, hay là nó hướng dẫn hành động của chúng ta. Thay vào đó chúng ta để ý cái cụm từ mà ông Phao-lô ông đã dùng ở đây, các đệ tử của Chúa đã viết xuống, đó là gì? Tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Có nghĩa là với mục đích để được Đấng Christ, được ở trong Ngài, được sự công bình, được biết Ngài, được nếm biết quyền năng sự sống là của Chúa và được thâm công trong sự thương khó với Ngài. Như cái phần này mà chúng ta vừa đọc. Đánh đổi những điều người khác xem là giá trị để chọn đặt ân làm con cái của Chúa. Lại nhớ có một người khi mà anh học ra làm bác sĩ và đứng trước một cái quyết định là sẽ đi xa để được lương cao khi mà đi công tác làm cái nghề bác sĩ đó, với lại một cái quyết định là cha mẹ muốn anh hầu việc Chúa. Thì cảm ơn Chúa anh đã chọn con đường hầu việc Chúa. Là biết được hai người nữa, một người làm kế toán, có thể nói là làm kế toán, gần làm kế toán trưởng rồi. Thì lần đó giám đốc kêu lên và nói rằng bây giờ anh chỉ cần đi học bổ túc thêm để mà anh làm kế toán trưởng thôi, thì cái chức kế toán trưởng là giao cho anh. Và anh ấy đã để thời gian đi học và anh ta bắt đầu học để làm kế toán trưởng. Và anh ta đã làm kế toán trưởng, và trong thời gian đó, khi mà làm ở cái vị trí kế toán trưởng thì bắt đầu có những cái cám dỗ nó đưa đến. Tiền kiếm được thì rất là dễ, nhưng để đúng với lời của Chúa thì rất là khó. Cho nên cuối cùng, trong một cái sự nhắc nhở của Chúa, thì anh đã quyết định từ bỏ cái con đường gọi là lợi theo cái tiêu chuẩn của con người, bởi vì sẽ có rất là nhiều tiền, nhưng mà anh sẵn sàng bước vào viện thánh kinh thần học để học và trở thành một mục sư hầu việc Chúa. Đây chính là hành động đánh đổi những cái gì mà người đời hay người khác xem là giá trị. Để chi? Để chỉ chọn đặt ân làm con cái của Chúa. Là biết một anh khác nữa, anh đã làm đến cái chức giám đốc rất là thành công. Và nói rằng thành đạt, bởi anh rất là giỏi. Nhưng mà rồi anh cũng đã dâng mình để học và trở thành một mục sư hầu việc Chúa. Khi nhìn những tấm gương đó, thì lại đã được khích lệ rất là nhiều để trong những cái quyết định của cuộc đời của mình phải chọn đặt ân làm con của Chúa, đặt ân được hầu việc Chúa,
và sẵn sàng đánh đổi những cái điều gì mà ở trong cái tiêu chuẩn của con người hay là của xã hội này cho rằng giá trị, mình từ bỏ. Cảm ơn Chúa. Rồi, trong cái việc, trong bài học này có ghi đó, chúng ta thấy ở đây đó là gì? Để được thường xuyên tương giao với Chúa. Ở đây lại có một cái kinh nghiệm rõ ràng mà đó là gì? Có một người bạn khuyên lại là phải tập thể dục. Phải tập thể dục để giữ được sức khỏe. Và lại đã bắt đầu tập thể dục. Nhưng mà rồi, để chọn giữa cái việc là mỗi buổi sáng dành thời gian ra tập thể dục với việc mỗi buổi sáng học Kinh Thánh với nhóm yêu thương, mà ngay từ thời năm 2018 thì lại đã đưa lên để mà cân nhắc, và cuối cùng lại chọn là mỗi buổi sáng học Kinh Thánh. Như vậy thì người ta nói vào ngồi suốt ngày, rồi bây giờ một 10 phút, 20 phút để đi ra ngoài tập thể dục cũng không đi tập thể dục. Và cái anh bạn đó nhắc lại là anh chỉ cần 10 phút thôi, anh phải đi ra ngoài anh tập thể dục thì anh mới sống lâu được, nếu không thì anh sẽ không sống lâu. Nhưng mà rồi lại đã cầu nguyện với Chúa và lại chọn ngồi học Kinh Thánh với Chúa, bởi vì lại biết rằng sống ở trên đất này cũng là cõi tạm. Mặc dù lại biết khi mà lại nói này nhiều người cũng sẽ bắt đầu tranh luận Chúa cũng muốn chúng ta quân bình, Chúa cũng muốn chúng ta là phải có một cái thân thể khỏe mạnh thế này thế kia, không có chúng cho. Nhưng mà là chỉ nói đúng ở chỗ cái khía cạnh là gì, là đôi khi chúng ta phải đưa lên một cái bàn cân để chọn lựa cái điều đúng ở theo cách nghĩ của con người với điều đúng theo cái điều mà lòng của chúng ta hướng về Chúa. Có thể lòng của chúng ta hướng về Chúa khác, anh em của chúng ta hướng về Chúa khác. Có thể mỗi buổi sáng người ta không học Kinh Thánh, nhưng mà người ta chạy xong rồi, người ta tập thể dục xong rồi, người ta có thể dành thời gian để cầu nguyện. Điều đó tốt cho mỗi người khác nhau. Nhưng mà đối với lại, và lại tin rằng mỗi một cô chú anh chị em, chúng ta luôn luôn đối diện với một cái phương diện nào đó, một khía cạnh nào đó chúng ta phải chọn. Thì nên nhớ đó là gì? Chọn theo tấm lòng của chúng ta đối với Chúa. Nhưng ở đây là đang tô xanh cái phần này là để được thường xuyên tương giao với Chúa. Cô chú anh chị em ơi, để mà cầu nguyện được thường xuyên với Chúa đó, nhiều khi mình phải trả giá của chú anh chị em. Nhiều người nói tôi đâu có thấy gì đâu, tôi cầu nguyện thấy dễ lắm mà. Nhưng mà để mà có một cái sự kết ước, khi chúng ta trung tín làm một cái điều gì đó, luôn luôn có sự trả giá. Cô chú anh chị em để ý đi, lại tin chắc rằng phải có một cái sự trả giá để chúng ta làm được một điều theo cái tấm lòng của chúng ta hướng về Chúa. Đó là đang nói đến phương diện là thường xuyên tương giao với Chúa. Rồi ở đây nữa là gì? Được trở nên thanh sạch trước mặt Chúa, mình cũng phải trả giá. Được kinh nghiệm sự đắc thắng với Chúa và thông công trong sự thương khó với Chúa, chúng ta cũng phải có sự trả giá. Và đây chính là những điều mà cơ đốc nhân nào cũng mơ ước. Nhưng có mấy người đạt được, đó chính là những người dám trả giá, dám từ bỏ để nhận được. Cảm ơn Chúa. Ở đây các đại tớ của Chúa cho nhắc đến một người trai trẻ giàu có đó. Khi ông đi đến nói với Chúa, ông muốn theo Chúa, ông hỏi Chúa là phải làm sao để được theo Chúa như vậy, thì câu hỏi đó rất là tuyệt vời và ao ước đó rất là đúng. Nhưng mà khi Chúa đã cho một quyết định thì ông lại buồn và trở về quyết định sai, là vì cớ ông tiếc của. Cho nên đây chính là cái điều mà nhắc nhở cho Lợi và cô chú anh chị em, đó là gì? Mỗi ngày chúng ta đối diện đó, chúng ta luôn luôn tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Lòng của chúng ta luôn luôn muốn làm điều đúng, nhưng mà điều dữ nó cứ dính dấp theo chúng ta. Và dễ lắm chúng ta sẽ quyết định sai, vì cớ chúng ta chọn theo tiêu chuẩn của đời. Chúng ta chọn theo cái ích lợi của đời này mà mình không có xem nó như là rơm rác. Cho nên Chúa mới nói đó, người nào mà bỏ nhà cửa anh chị em đất ruộng đó theo Chúa thì đó chính là cái hành động của việc xem mọi điều như rơm rác. Khó lắm của Chúa anh chị em, rất khó. Nhưng chỉ có ở trong Chúa, ở trong sự ban cho của Chúa Thánh Linh, sự giúp đỡ thêm linh lực của Chúa, chúng ta mới thắng được mà thôi. Xin Chúa giúp cho chúng ta để năm mới này chúng ta có một cái chọn lựa nào đó,
Lại tin rằng sẽ còn nhiều thứ chọn lựa lắm, sẽ còn nhiều lúc chúng ta phải quyết định lắm. Lại tin chắc như vậy. Và có thể ngay bây giờ nếu cô chú anh chị em lấy cái viết mà mình viết xuống đó, đây chọn cái này, chọn cái này, chọn cái này, chọn cái này, hai bên trái nhau, một bên là theo tiêu chuẩn của đời, một bên là theo tiêu chuẩn của kinh thánh, cô chú anh chị em sẽ thấy một cái danh sách dài luôn, mà suốt bao nhiêu năm qua chúng ta cứ lấn cấn qua lại ở cái chỗ đó, vì mình chưa quyết định được là phải xem như là rơm rác, phải xem mọi sự như là sự lỗ để mà mình nhận được cái điều mà mình cho mình biết chắc đó là lợi, đó là được ở trong Chúa, được kinh nghiệm ở trong Chúa. Đó là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta để trong năm mới này chúng ta làm được của chú anh chị em. Có thể mình sẽ làm ở một cái tỷ lệ từ từ thắng hơn để chúng ta đạt được một cái tỷ lệ cao hơn mỗi ngày, bởi vì chúng ta đang đi theo Chúa ở trên cái tiến trình nên thánh. Cho nên chúng ta cần phải loại bỏ những cái ham muốn của xác thịt, những cái tiêu chuẩn của đời này. Chúng ta cần phải loại bỏ và nhờ cậy nơi Chúa để Chúa giúp cho chúng ta chọn được cái tiêu chuẩn của Chúa, theo lời của Chúa, của chú anh chị em. Hãy cầu nguyện cho nhau, quan trọng là cầu nguyện cho nhau. Nếu chúng ta đọc cái bài học này, chúng ta biết rằng mỗi một người trong chúng ta đều muốn làm đúng. Nhưng chúng ta luôn ở trong cuộc chiến và dễ lắm chúng ta sẽ thua và chúng ta làm sai. Cho nên mình nhớ mình như vậy thì mình cũng biết anh em của mình cũng đang trong cuộc chiến như vậy, để chi? Để mình cầu nguyện cho anh em của mình, để mình nâng đỡ khích lệ anh em của mình. Mình gặp nhau mình sẽ hỏi rằng anh nào ước điều gì trong năm nay, tôi sẽ cầu nguyện cho anh. Và đồng thời mình cũng nói với người đó rằng tôi ao ước năm nay như thế này, là anh nhớ cầu nguyện cho tôi nhé. Và chúng ta sẽ cầu nguyện cho nhau để chúng ta được chiến thắng, được tỉnh thức cùng với nhau. Người này có thể có những lúc quên, có những lúc mệt mỏi quên cầu nguyện, thì người kia sẽ cầu nguyện cho, và chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện cho nhau của chú anh chị em. Cảm ơn Chúa. Chúng ta xem cái câu hỏi này. Bạn có xem những điều Phaolô xem trọng là được không? Có nghĩa là những cái mà ông Phaolô nói ở trên đó là gì? Để kinh nghiệm được năng quyền đắc thắng mọi trở lực của Chúa, được cùng chia sẻ sự đau đớn của Chúa trải qua, để thấy tình yêu của Ngài trong phương diện hanh thông thuận lợi trong cuộc đời của mình. Đó, chúng ta có noi gương Phaolô để thấy những điều đó, và thấy rằng khi mà mình ao ước khao khát có những điều đó, tức là chúng ta được. Còn nếu chúng ta chọn theo đời này thì chúng ta tưởng rằng được, nhưng mà chúng ta sẽ mất. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì con được bước vào một năm nữa ở trên đất. Xin Chúa giúp con trước hết khao khát và hướng đến mục đích dành nhiều thời gian với Ngài và lời Ngài, sống đẹp lòng Ngài trong mọi lĩnh vực lớn nhỏ của đời sống, và nếm biết Ngài nhiều hơn. Chúa ơi, xin cho chúng con nhắc nhớ nhau, xin cho chúng con nhớ đến nhau và cầu nguyện cho nhau. Chúa ơi, xin Ngài thương mà giữ chúng con, để rồi chúng con được liên kết với nhau ở trong sợi dây liên lạc của sự trọn lành, đó là tình yêu thương. Để chúng con nhớ đến nhau và cầu nguyện. Và xin Chúa giúp chúng con, để chúng con biết chọn lựa điều nào đúng, điều nào sai, điều nào là ích lợi theo đời này phải bỏ, và điều nào là ích lợi của đời sau mà chúng con phải bươn tới. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.